Chào em. Chào em. Mấy đứa kia đâu? Hai vẹt, một trắng. Ok. Nhanh quá, chả nhìn thấy cái gì. Hai vẹt, một trắng, một vàng. Ơi. Hai vẹn tịt. Nào, một trắng. Trắng này chắc là trắng quả quýt. Quýt hay thỏ đây. Vàng nhạt chứ không phải trắng. Cho con. Hơm ông cọc. Đuôi. Hai vẹn cọc tịt. Một đực một cái. Cái sẫm màu, đực sáng màu hơn. Rồi, em này được. Em giai bản. Hai em này là bố mẹ bản thôi, còn giai miền xuôi. Đâu rồi, con vàng đâu rồi? Con vàng đâu rồi? Không gam, bụp ra. Em ngoan nhỉ. Đúng rồi. Em ngoan thế, con nhóc vẹn này nó cứ gặm vớ va vớ vẩn. Em biết liếm này. Em không gặm, em chỉ liếm thôi. Ngoan lắm. Nào. Liếm thì được, không cấm không gặm. Dài bản này nó không gặm lung tung. Bắt đầu kênh tai rồi. Ngoài chân. Đừng học theo chúng nó. Đừng học hư theo chúng nó gặm. Gặm là hư lắm. Đau tay. Liếm thôi. Đúng rồi. Liếm thôi. Được. Nghịch vỡ nghịch vẩn. Đấy, nó học theo rồi đấy. Em đừng học theo chúng nó. Học theo chúng nó gặm là hư. Đừng có học theo chúng nó hư lắm. Bụi à. Vậy này. Không học theo chúng nó gặm là hư lắm. Liếm thôi, ngoan lắm. Phải rồi. Đứa nào gặm là anh không thèm chơi luôn. Đứa nào liếm thì chơi. Ra đây, hai con vẹn ra đây. Liếm thôi, nào, ra đây nào. Ra đây. Đây, ra đây. Ra đây nào, lại đây. Chuồn đâu, lại đây. Ngoan lắm. Đúng rồi. Không gặm lung tung. Đây là con này là đẻ ở Hà Nội. Thấy anh chủ bảo là bố mẹ là bản. Lằng xằng lắm. Không gặm. Liếm thôi. Đừng gặm. Nào. Liếm thôi thì được. Gặm là ăn bụp đấy. Gặm mấy em nó học theo. Em cái này to hơn đang bênh tai rồi. Thế thì còn được. Vàng ở đây xem nào. Vàng. Ở đây.
ở Hải. Này ra đấy anh Hùng Núp. Không gặm, liếm thôi. Nào, cái mồm. Liếm là được. Con vàng này tính nó rất là theo kiểu tự lập chơi một mình. Không thích chơi với bọn này. Mỗi con nó một tính. Thích tính em trắng này nhất này, em vàng nhạt này nhất này. Nào, mồm. Hay, ta vừa nói xong. Đứa nào mà gặm là bóp mồm luôn. Chứ không phải chuyện đùa đâu. Nào, lại cái mồm. Em liếm thôi, em đừng học theo chúng nó hư. Gặm là đau là anh bụp cho đấy. Nào, bỏ cái chân ra, muốn xoa thì phải nằm đứng ngồi im. Cái mồm. Đây nè, chơi với cho con mà chúng nó gặm thì cứ bóp mồm. Bóp mồm mà không chơi nữa thì chúng nó sẽ biết, vài lần chúng nó sẽ biết, nó sẽ không gặm nữa. Rồi. Đứng im. Liếm thôi. Nào, không trêu em. Không, em đừng học theo nó. Đấy thì nó sẽ biết. Rồi, làm đấy. Không gặm lung tung. Rồi, nha. Em bản là em vẫn ngoan. Em bản em vẫn ngoan hơn. Em được gần người từ bé. Kinh này là Hà Nội này là chơi với lại mẹ thôi, cho nên chứ không được chơi với người nhiều như là bọn chó con ở trên bản. Chó con trên bản nó chơi với người nhiều từ bé, mọi người có thể hiểu là như thế. Còn không biết là độ thông minh của chúng nó thì nó như thế nào, nhưng mà ít nhất là cái cách nuôi nó khác nhau. Trên bản thì cái người Mông người ta rất là quý chó, thành ra là người ta bế ẵm chúng nó từ bé. Nè. Cho nên là cho nó biết cách tiếp xúc với người, cho nó không có cắn gặm lung tung. Bụi đi này, bắn hết cả mặt rồi này. Nào, vác. Đang bế em lại gặm em thế à? Bế em gặm em thế thì lần sau cứ bế em thì em lại dẫy nha. Bởi vì bế này em lại bị gặm. Em sẽ không cho nghịch theo kiểu thế nữa. À, nâng cái người em lên à, xem cái người em nhá. À. Đây là trong hai con hôm trước về bảo nhường cho mọi người một con, nhưng mà một con ấy lại ra đi mất rồi, còn mỗi con thôi. Ngoan lắm. Biết chưa? Đấy, bóp miệng vài lần là biết, là không gặm lung tung nữa rồi đấy. Xích ra đây nào để anh quay đoạn video nào.